Chúng ta sẽ đi tiếp sang bài thứ ba là sinh bị học COVID-19 và ứng dụng lâm sàng. Và chúng ta xin mời các anh chị chúng ta tắt mic đi và chúng ta tiếp tục. Về cái sinh bệnh học, sinh lý quá trình xâm nhập nhân lên tải trừ của COVID-19 thì trong cái sơ đồ này chúng tôi đã giới thiệu trong bài trước và nó khá là quen thuộc rồi. Từ cái cơ chế sinh lý như thế thì nó sẽ ra một loạt các cái thuốc tiềm năng, và như chúng ta đã biết các cái thuốc tiềm năng ấy nó có giá trị đâu thì trong bài trước chúng tôi đã giới thiệu chloroquine, hydroxychloroquine lúc đầu được khuyến cáo và được 100 mg/dL, tuy nhiên là gì, sau đó dùng loạt ở các nước thì thấy là nó không có tác dụng và gây tác dụng phụ nghiêm trọng. Remdesivir là một thuốc lúc đầu cũng được kỳ vọng rất nhiều, nó giúp giảm thời gian làm việc, giảm thời gian mang virus. Tuy nhiên là gì, giá phải bỏ ra là 4-5 nghìn đô la, nhưng mà chỉ rút được có một nửa ngày làm việc với một ngày làm việc, không có giá trị gì cả. Giảm thời gian mang virus cũng tương tự như vậy, không có giá trị gì hết, trong khi nó không giảm được tỷ lệ nặng và tỷ lệ tử vong. Cho nên bây giờ remdesivir cũng không được khuyến cáo. Lopinavir và ritonavir, một số nghiên cứu nhỏ cũng cho thấy nó giảm thời gian mang virus, nhưng nhóm nghiên cứu lớn thì chưa thấy là nó chẳng có tác dụng gì hơn. Thế cho nên là cũng thậm chí là lopinavir, ritonavir nó cũng hay gây tiêu chảy, cho nên là bệnh nhân mệt và đến bây giờ cũng không được khuyến cáo nữa. Favipiravir thì cũng tương tự như vậy, giúp giảm tài lượng virus và cải thiện triệu chứng sớm được từ nửa ngày đến một ngày, tuy nhiên cũng không chứng tỏ được tác dụng giảm số ca nặng. Umifervir thì thậm chí nó còn tồi hơn favipiravir, thôi không dùng. Interferon thì bây giờ không có tác dụng nhiều. Có một cái thứ là tocilizumab. Tocilizumab là một cái thuốc kháng thể đơn dòng chống lại IL-6. Thì trước đây người ta thường sử dụng nó khá là phổ biến trong các bệnh lý khớp, các cái viêm khớp. Và khi có COVID thì người ta sử dụng, người ta thấy nó giảm tác dụng, có tác dụng tức là giảm số ca nặng, số ngày thở máy. Tuy nhiên cái số lượng nghiên cứu nó còn thấp. Nó một hai là gì? Tocilizumab thì họ dùng là cái loại 200 mg truyền tĩnh mạch. Thế còn tocilizumab ở Việt Nam thì chủ yếu là dạng thuốc viên uống. Thuốc viên uống. Thế nhưng mà thuốc viên uống nó có tác dụng hay không thì bây giờ vẫn chưa có nghiên cứu nào khẳng định. Còn nó có thay thế được cái loại truyền tĩnh mạch không? Không biết. Thế cho nên là gì? Một số cái trang mạng mà chia sẻ kinh nghiệm, ví dụ như cái tocilizumab, cái sản phẩm của Nhật, tôi quên mất tên rồi, thì các cái nhóm người Việt ở Nga là chia sẻ nhau rất là mạnh mẽ là nó uống cái đấy để phòng COVID nặng, nhưng mà thực ra mà nói hiệu quả nó được bao nhiêu chưa biết, bởi vì người ta mới chỉ nghiên cứu là gì trên cái loại thuốc tiêm truyền và ở cái nhóm bệnh nhân đã nặng đến mức độ là thở oxy thở máy rồi, còn ở những người bình thường như là cái sự tăng như là 6 nó không nhiều thì không biết là nó có tác dụng hay không. IVIG tức là các cái globulin miễn dịch cũng tương tự như vậy, không chứng minh được tác dụng giảm số ngày làm việc và số bệnh nhân nặng. Tuy nhiên ở một số cái bệnh nhân mà có dấu hiệu là cái phản ứng viêm nặng có thể nó có tác dụng. Kháng thể trung hòa thì rất ít bệnh nhân được sử dụng, và một trong những ông như ông Trump nhà sử dụng thấy rằng nếu sử dụng sớm thì rất là tốt, nhưng nếu chúng ta sử dụng đại trà thì sẽ rất nhiều người bị sử dụng oan, bởi vì người ta chả điều trị cái gì, người ta cũng nhẹ, người ta cũng khỏi mà. Thế còn huyết thanh để khỏi cũng tương tự như thế. Nhất là gì, hiệu giá không thể không đến, có những người vừa khỏi xong thì hiệu giá nó rất cao, sau 1-2 tháng thì chả còn cái gì cả. Và nếu như mà dùng đồng loạt thì chúng ta sẽ lại phải rơi vào một cái tình huống đấy là ích lợi thì không phải là tất cả mọi người đều được hưởng, trong khi tác hại thì một số bệnh nhân sẽ phải chịu nhiều. Đây là cái cơ chế miễn dịch mà khi virus nó xâm nhập vào cơ thể thì nó gây một loạt các cái phản ứng miễn dịch, nó gây một loạt các cái phản ứng miễn dịch. Đấy, cái này thì nó quá phức tạp rồi, tôi xin phép không đi sâu. Tuy nhiên nếu chúng ta điểm thế này như này, thứ nhất là nó, khi mà COVID-19 nó xâm nhập vào cơ thể thì cái việc đầu tiên là các cái đại tế bào nó phản ứng,
và cái này với thực bào nó phản ứng một cách là nó tiết dây là một đi là sáu thì là S gamma vân vân, các cái serotonin này nó hướng động bạch cầu đa nhân, và đặc biệt là các cái bạch cầu các cái tế bào như CD4, CD8. Cho nên giai đoạn đầu tiên thì chúng ta thấy là gì, xét nghiệm thấy CD4, CD8 của các bệnh nhân này rất là giảm trong máu ngoại vi, bởi vì lý do là có bao nhiêu nó kéo hết vào những cái chỗ mà nó có cái phản ứng viêm mạnh, ví dụ trong phổi rồi. Đấy, và khi quá trình đại tế bào nó trình diễn kháng nguyên, nó tiết ra các cytokine để nó hướng động như pho T, thì TCL4 sẽ điều khiển TC8 và tế bào B sản xuất ra các cái cytokine cũng như là các kháng thể, và TCL4 chuyển dạng thành tế bào T độc để phá hủy các tế bào mang virus. TCL8 cũng tấn công trực diện và tiêu diệt diệt các tế bào mang virus, và một số nó chuyển thành tế bào T. Người ta không biết rằng tế bào T với COVID-19 nó lưu trữ thông tin được bao nhiêu. Tuy nhiên là với cái coronavirus khác thì người ta nhận thấy rằng nó lưu thông tin được từ 4 đến 8 năm. Và đây là một trong những cái mà các nhà làm vaccine hy vọng. Hy vọng là gì? Sau khi tiêm vaccine thì có thể hiệu giá kháng thể bảo vệ nó không duy trì được lâu, nhưng nó có các cái tế bào T nhớ, thì nếu như bệnh nhân sau này có bị nhiễm là COVID-19 thì cái đáp ứng miễn dịch nó sẽ xảy ra rất là nhanh chóng, và nhờ vậy cho đến những lần sau nếu như không may bị nhiễm COVID-19 thì nó sẽ nhẹ rất nhiều. Cái đáp ứng miễn dịch dịch thể thì tiếp theo của nó là các tế bào TH nó sẽ hỗ trợ ở lympho B sinh ra kháng thể, và như chúng ta đã trình bày lúc trước là kháng thể SARS-CoV-2 gồm có IgM, IgA và IgG, trong đấy nó lại khác hẳn so với các cái bệnh lý nhiễm trùng khác là IgM và IgG nó không tuân theo cái quy luật là IgM có trước, IgG có sau, mà có thể là gì, hai thằng đều đồng thời không có, hai thằng đồng thời có thể thằng này trước thằng kia sau, còn thằng kia trước thằng này sau. Và trung bình thì IgG mình cảm thấy nó tồn tại khoảng 20 đến 59 ngày, tức là gì, thời gian tồn tại nó rất là ngắn, ít lâu sau nó giảm luôn. Chính vì vậy cho nên cái liệu pháp là kháng thể à, cái liệu pháp là huyết thanh người khỏi để truyền cho người nhiễm ấy, mà nó ít tác dụng, ít hiệu quả. Thế và cái đáp ứng miễn dịch trong COVID-19 thì nó diễn biến qua 3 giai đoạn. Đó là một, ủ bệnh virus nhân lên, xét nghiệm virus có thể dương tính thì có thể là chưa có phản ứng viêm và đáp ứng miễn dịch. Giai đoạn 2 là xuất hiện phản ứng viêm không đặc hiệu và bắt đầu khởi phát quá trình viêm đặc hiệu và xét nghiệm virus dương tính. Các bệnh nhân bắt đầu có các cái triệu chứng của giai đoạn khởi phát như ho, như sốt, như sổ mũi, tiêu chảy vân vân. Giai đoạn 3 là giai đoạn phản ứng miễn dịch quá mức. Một số bệnh nhân chỉ đến giai đoạn 2 sau đó người ta hồi phục. Một số bệnh nhân xa vào giai đoạn 3, 20% xa vào giai đoạn 3 có các phản ứng miễn dịch quá mức, hình thành nên bão cytokine dẫn đến tổn thương phổi và tổn thương các cơ quan khác. Thì đây là cái sơ đồ của cái diễn biến tự nhiên của COVID-19. Và vì từ cái sơ đồ này chúng ta cũng lại đi ra một cái lập luận tương tự như ở bài đầu tiên. Đấy là gì? Cái giai đoạn 2 là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong việc là chúng ta xác định rằng bệnh nhân nào nặng hay bệnh nhân nào có thể tiến triển nặng, hoặc là bệnh nhân nào hết giai đoạn 2 này là hồi phục. Tức là cái giai đoạn này bắt đầu xuất hiện từ tuần thứ hai trở đi theo đúng cái quy luật của miễn dịch, thì sau tuần thì bắt đầu xuất hiện kháng thể. Cái cytokine storm, bão cytokine, người ta cho rằng nó là căn nguyên nó dẫn đến tất cả các cái rối loạn ở bệnh nhân COVID-19. Thế thì cytokine storm ở bệnh nhân COVID-19 nó thế nào? Người ta nhận thấy rằng hầu như ở các bệnh nhân nặng đều có mô hình đáp ứng miễn dịch rối loạn biểu hiện của một cơn bão cytokine. Biểu hiện là cái gì? Tăng như là 6, như là 2, như là 7, tăng ferritin, tăng CRP, tăng bilirubin, hạ natri, hạ kali máu. Đấy là tất cả các cái biểu hiện điển hình của một cơn bão cytokine. Và người ta cũng nhận thấy rằng các cái bệnh nhân mà có IL2R, IL6, IL8 hoặc TNF alpha cao thì tăng tỷ lệ tử vong. Thứ ba là gì? Tử thiết phổi ở những cái bệnh nhân tử vong, người ta nhận thấy rằng có sự xâm nhập rất nhiều đại tế bào và tăng cytokine tại cái mô phổi. Thế thì cái bằng chứng của cái việc là cơn bão cytokine nó dẫn đến cái diễn biến nặng của bệnh nhân là rất rõ ràng. Tuy nhiên cái mô hình bão cytokine của bệnh nhân COVID-19 nó lại khác so với mô hình bão cytokine do các bệnh lý nhiễm trùng hoặc nhiễm virus khác.
Đây là cái mô hình cytokine để nhận thấy ở các cái bệnh lý khác nhau. Thứ nhất là COVID-19 nặng, thứ hai là các cái sepsis do vi khuẩn, thứ ba là hội chứng tăng tiết cytokine, và thứ tư là các cái ARDS mà không do COVID-19. Mình nhận thấy rằng thì tất cả các cái tình huống khác đều cytokine nó đều tăng rất cao trong máu, trong khi ở COVID-19 mặc dù là COVID nặng, cytokine trong máu nó lại không tăng đáng kể. Bằng chứng lâm sàng của cơn bão cytokine thì rất rõ, tuy nhiên là cytokine trong máu thì không tăng nhiều. Người ta cho rằng bão cytokine ở COVID-19 là bão tại các cái mô, các cái tổ chức mà có nhiều ACE2 chứ không phải là toàn thân. Nó khác so với các cái nhiễm trùng hoặc các cái căn nguyên khác là gì? Là tình trạng viêm xảy ra ở toàn thân, bất cứ cơ quan nội tạng nào cũng xảy ra, và cytokine nó tiết ra ở tất cả mọi mô nội tạng, cho nên là nó trong máu nó rất cao. Còn với COVID-19 thì nó chỉ khu trú tại chỗ. Vì vậy cho nên những cái thuốc đối kháng cytokine tác dụng tại chỗ thì tác dụng rất là tốt, còn những vị trí khác thì không có gì nhiều. Tôi xin nói chuyện. Alo, alo. Ui, anh đang giảng bài. Rồi, để các cái mô hình cytokine như vậy thì chúng ta sẽ phải khảo sát nó. Chúng ta nhận thấy một điều rằng các cái cytokine trong máu nó không cao, thì điều đấy có nghĩa là thì ở những bệnh nhân nào mà cytokine trong máu nó không cao thì lọc máu sẽ không có hiệu quả. Tuy nhiên những trường hợp mà khi mà nó xa đà ra các cái mô hình khác, ví dụ sepsis, phản ứng viêm xảy ra toàn thân rất là mạnh, sepsis do COVID-19 hoặc sepsis do bộ nhiễm vi khuẩn xảy ra, thì lúc bây giờ các cái cytokine nó lại tăng cao, và lúc bây giờ lọc máu, lọc hấp phụ cytokine nó lại có hiệu quả. Cho nên cái việc trong phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế đã phải nêu rất rõ là cái việc quyết định lọc hấp phụ cytokine là phải căn cứ vào tình trạng diễn biến cụ thể của bệnh nhân, chứ không phải tất cả những cứ bệnh nhân có diễn biến nặng là automatic sẽ lọc máu phụ cytokine, bởi vì nếu như nó diễn biến nặng mà cytokine nó thấp như này thì lọc cũng nó cũng chẳng ra. Đây là một cái hình ảnh minh họa trong cái việc cytokine storm do sepsis và cytokine form bụng bộ. Cytokine storm do sepsis tức là nó xảy ra toàn thân và nó cực kỳ mạnh, cái nồng độ cytokine trong máu rất cao, nó giống như một cơn bão lớn ấy, nó có thể đổ nhà đổ cửa. Cho nên cái việc chống chống cơn bão này là đòi hỏi phải huy động các cấp các ngành các lực lượng chống bão. Còn cái cytokine storm của COVID-19 nó không bùng phát mạnh mẽ dữ dội, tuy nhiên nó là tác động đúng một cái điểm nguy hiểm, đấy là phổi bệnh nhân. Nó giống như một cơn gió, nó chỉ hưu thôi, thế nhưng nó đánh vào đúng cái điểm nguy hiểm của cái cô Marilyn Monroe, cho nên là gì, nó cũng gây nguy hiểm. Tuy nhiên là trong trường hợp ấy thì không cần huy động các cấp các ngành toàn thể mọi người xông vào để mà phòng thủ giúp cho cô ấy, mà chỉ cần phòng thủ đúng cái chỗ ấy thôi. Đấy là vấn đề của cytokine storm trong COVID-19. Vậy thì phòng thủ nó thế nào? Corticoid cho thấy là giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân thở máy, giảm thở máy ở bệnh nhân thở oxy, không đem lại ích lợi cho bệnh nhân nhẹ không cần thở oxy, nhưng nó đem lại ích lợi ở các cái bệnh nhân bắt đầu từ mức thở oxy trở lên, và liều thì sử dụng dexamethasone 60 mg một ngày trong vòng dưới 10 ngày. Thứ hai là tocilizumab là thuốc ức chế đặc hiệu đối với đối kháng đặc hiệu đối với IL-6, giúp làm giảm thời gian thở oxy thì thở máy. Nhưng như trong phần trước tôi đã trình bày, tocilizumab trong cái nghiên cứu này thì là tocilizumab tiêm truyền, còn trên thị trường người ta đa số chỉ là thuốc uống. Cũng có một số đơn vị phục vụ cái tocilizumab tiêm truyền, tuy nhiên là giá cũng khá cao, tôi tham khảo là cỡ độ khoảng độ 8 triệu rưỡi một lọ. IVIG thì chưa chứng minh được tác dụng, và nó chỉ có tác dụng đối với một số bệnh nhân đặc biệt. Lọc máu phụ thì giúp giảm được thời gian chạy ECMO và giúp giảm tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân phải chạy ECMO, tức là gì, những bệnh nhân rất nặng có cytokine storm toàn thân thực sự,
có tổn thương phổi rất nặng, hoặc là có thêm bội nhiễm nấm, bội nhiễm vi khuẩn nó trùng là nó phối hợp vào thì nó có tác dụng, còn ở nguyên nhân khác thì nó chưa có tác dụng rõ. Có một cái nghiên cứu nhỏ là colchicine giúp giảm triệu chứng nặng và tử vong. Tuy nhiên đây là chỉ là một nghiên cứu nhỏ, cỡ độ trên 6.000 bệnh nhân thôi, còn các nghiên cứu lớn hơn thì chưa rõ, cho nên bây giờ cái này chưa phải là một khuyến cáo mạnh mẽ. Vấn đề rất là quan trọng trong COVID-19 đấy là vấn đề đông máu và tắc mạch. Rối loạn tăng đông thì rất phổ biến ở bệnh nhân COVID-19, và cái mô hình rối loạn đông máu thường gặp là tăng phim virogen, tăng DDMR trung bình, PT và PTT kéo dài nhẹ, tiểu cầu giảm nhẹ. Với cái mô hình rối loạn đông máu này thì là một cái rối loạn tăng đông. Rất hiếm khi bệnh nhân COVID-19 có một cái biểu hiện đông máu nội quản giải rác điển hình. Các cái bệnh nhân có biểu hiện đông máu giải rác điển hình phải là fibrin giảm nặng, DDMR tăng rất cao, PTA-TPP tăng rất cao và tiểu cầu giảm nặng. Thế thì cái DAC điển hình này thường nó xảy ra với các cái bệnh lý nhiễm trùng. Còn với COVID-19 thì cái rối loạn tăng đông này nó xảy ra, tuy nhiên nó không phải đây DAC. Và chính vì vậy cho nên là cái phiên giải một kết quả D-dimer ở bệnh nhân COVID-19 cũng phải cực kỳ tế nhị, ở chỗ là gì? Ca đấy có bội nhiễm vi khuẩn kèm theo hay không? Cái sự tăng của D-dimer của COVID-19 nó chỉ tăng rất ít thôi, trong khi nó một tí nhiễm trùng vào nó tăng rất nhiều trong cái D-dimer này. Cho nên là đấy là cái vấn đề. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải rất quan tâm trong cái chuyện là phiên giải cái kết quả D-dimer ở các bệnh nhân COVID-19. Và chính vì vậy cho nên là cái hướng dẫn về chống đông máu của tổ chức đông máu và tắc mạch quốc tế, người ta đã khuyến cáo rằng không điều chỉnh liều chống đông chỉ căn cứ vào thay đổi của D-dimer, mà chúng ta phải có một cái nhìn toàn cảnh hơn về các cái rối loạn đông máu mà các cái yếu tố liên quan đến cái rối loạn đông máu COVID-19 để chúng ta có thể có cái điều chỉnh đối với liều thuốc kháng đông một cách phù hợp. Thì đây là các cái bài báo, các cái đưa ra các cái bằng chứng của cái việc là tình trạng tăng đông cả tắc vi mạch, cả tắc mạch lớn, mạch sâu ở tất cả các vị trí khác nhau. Cơ chế của nó như thế nào? Các cái cytokine như TNF, IL-1, IL-6, IL-12 vân vân. Nó có hoạt tính sinh thrombin và nó khởi phát quá trình đông máu. Thứ hai là đích tấn công của SARS-CoV-2 là các tế bào mang reservoir ACE2. Thì một trong cái khu vực mà có rất nhiều tế bào ACE2 đấy là tế bào nội mô các mao mạch, đặc biệt là mao mạch phổi. Thế và vấn đề thứ ba, trong một nghiên cứu rất cũng tương đối của Trung Quốc là gì? Bệnh nhân nào mà có D-dimer tăng trên 1.000 microgram trên lít, tức là trên 1.000 ml, thì cái nguy cơ tử vong tăng cao lên 18 lần. Có nghĩa là gì? Là cái chỉ số D-dimer này là một cái chỉ số mà dự đoán cái nguy cơ tăng nặng cũng khá là sớm rồi nhỉ. Tuy nhiên khi mà các bệnh nhân có cái tình trạng tăng D-dimer thì chúng ta phải hết sức lưu ý là cái D-dimer có trên 1.000 microgram trên lít này, tức là trên 0,1 này, nó bé lắm so với các cái nhiễm trùng. Trong cái đó nó chỉ nhiễm trùng hiu hiu cái đó nó tăng rất nhiều rồi, cho nên là chúng ta phải rất là thận trọng khi lý giải những trường hợp mà D-dimer nó tăng trên 5.000, trên 5.000 phải hết sức thận trọng. Với bệnh nhân COVID-19, nếu chỉ có COVID-19 không mà D-dimer tăng lên trên 5.000 thì có nghĩa là tổn thương phổi vô cùng nghiêm trọng. Còn nếu như D-dimer tăng trên 5.000 mà tổn thương phổi không nghiêm trọng thì thận trọng rằng thì nó là có một cái bội nhiễm vi khuẩn ở đâu đó, hoặc là nó có một cái tắc mạch sâu ở đâu đó, hay là nó có một cái tụ máu, có thể sau một mũi tiêm bắp tiêm riếc nó có thể nó tăng lên mức độ như vậy. Nếu như nó có cái chảy máu tại trong cơ thì nó đã tăng như thế rồi, cho nên cái phiên giải cái D-dimer này phải sức thận trọng trong trường hợp này. Đây là cái cơ chế gây rối loạn đông máu ở bệnh nhân COVID-19. Thì trước hết là
cái SARS-CoV-2 nó tấn công và nó làm cho chết cái tế bào, đặc biệt là tế bào nội mô của tế bào lát của phế nang tim 2 và tế bào nội mạc, cho nên nó sẽ dẫn đến là phá hủy cái lớp bao bọc, lớp glycolic bao bọc trong nội mạc, và khi nó phá hủy cái này nó giải phóng ra các cái phospholipid của tổ chức của các cái tế bào chết, thì nó sẽ khởi phát quá trình đông máu, và cái quá trình này xảy ra mạnh mẽ ở trong mao mạch phổi, ở các cái vi mạch phổi, mao mạch, tiểu động mạch, tiểu động mạch. Và vì rằng các cái vi mạch ấy nó rất nhỏ, cho nên là mặc dù cái quá trình đông máu là nó xảy ra hoài, thì cái thể tích, cái khối máu đông ấy nó cũng cực kỳ nhỏ. Chính vì vậy cho nên là cái D-dimer nó không tăng được lên quá cao, mặc dù hậu quả của nó thì rất lớn, hậu quả nó rất lớn. Đấy, các bệnh viện cẩn thận nhé, người ta sẽ nhìn thấy mình Vâng, để xin lỗi anh chị nào mà còn còn để đấy. mic thì chúng ta tắt mic giúp cho. Hay giờ nó kết nối người ta thấy mình như sao nào, người ta Đề nghị các bạn học chú ý cách tắt mic nha. Trên cơ chế sinh lý bệnh cho thấy là gì, là cái COVID-19 nó gây đông máu và tắc mạch, đặc biệt ở mao mạch phổi và các cái mô nó có nhiều AC2. Nhưng mà trên giải phẫu bệnh thì đã ghi nhận cái tình trạng tắc mạch rất phổ biến ở các động mạch, tĩnh mạch, tiểu tĩnh mạch ở khắp mọi nơi, cho nên cái việc là chống đông máu là việc rất là quan trọng. Những người nhận thấy rằng chống đông máu ban đầu bằng cái heparin trong lượng phân tử thấp thì giúp giảm được tỷ lệ tử vong 48% sau 7 ngày và 37% sau 28 ngày, giúp cải thiện đáng kể về phân áp oxy động mạch rất loa. Đây là cái nghiên cứu của Thaksin ở các bệnh nhân mà có cái COVID-19. Tuy nhiên khi sử dụng các cái thuốc chống đông họ heparin thì chúng ta lại phải đối mặt với một cái tình huống là một số lượng rất nhỏ, cỡ khoảng độ một vài nghìn, một vài phần nghìn số bệnh nhân sau khi dùng heparin thì lại xuất hiện cái tình trạng là gì, đông máu tăng lên, tiểu cầu giảm tụt xuống, bởi vì nó có một hội chứng là hội chứng hít. Cho nên là khi bệnh nhân dùng cái heparin, đặc biệt là heparin thường, thì cơ thể nó sinh ra cái kháng thể là kháng thể anti-PFP4 và nó gây và nó hoạt hóa cái tiểu cầu của bệnh nhân, cho nên là các cái bệnh nhân này sau khi dùng heparin thì tiểu cầu nó lại tụt xuống rất nhanh chóng và đông máu lại tăng lên rất mạnh mẽ, thì đấy là hội chứng hít. Ở những bệnh nhân nào mà nếu như cái tình trạng tăng đông máu nó tăng lên mạnh mẽ cộng với tiểu cầu hạ xuống rất nhanh thì chúng ta phải thận trọng với hội chứng hít, và khi đấy chúng ta phải bỏ heparin và chúng ta sử dụng các cái loại thuốc kháng đông khác, thuốc ức chế protein khác không thuộc heparin. Và cái thuốc ấy thì rất là tiếc là gì, nó lại không có sẵn nhiều trên thị trường, cho nên là những trường hợp như vậy thì lý tưởng là nếu các anh chị có trường hợp nào nghi ngờ là hội chứng hít thì xin các anh chị hội chẩn khẩn cấp để chúng ta xem xét có hay không, chúng tôi sẽ đề cập được các vấn đề là điều chuyển thuốc hoặc là điều chuyển nguyên nhân. Ngoài ra chúng ta có thể gặp có hội chứng khác phospholipid thì nó rất là hiếm thôi, vì nhận là COVID-19 và nó gây tình trạng tăng đông. Nói tóm lại là gì, tất cả những cơ chế ở bệnh nhân COVID-19 nặng sẽ dẫn đến tình trạng tăng đông máu, tăng có thể dẫn đến huyết khối ở động mạch, ở tiểu động mạch, ở mao mạch, ở tiểu tĩnh mạch và tĩnh mạch lớn, tĩnh mạch sâu. Tuy nhiên các cái tổn thương ở các cái mao mạch phổi là những tổn thương cơ bản dẫn đến tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân. Cái hậu quả của các cái rối loạn trên, hậu quả của cơn bão cytokine của tình trạng rối loạn đông máu dẫn đến là gì, là đông tắc ở các cái mao mạch phổi. Nếu như cái động tác ấy mà chúng ta sử dụng thuốc chống đông, sử dụng các cái sản phẩm mà chúng ta giải phóng đông ra sớm thì cái dòng máu nó lại lưu thông và cái suy hô hấp của bệnh nhân được cải thiện. Nhưng nếu như chúng ta không giải quyết được sớm các cái đông tắc ở các cái vi mạch phổi thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là gì, nó thoát dịch ra các khoảng kẽ, thoát dịch khoảng kẽ. Thứ hai là gì, là đồng thời với thoát dịch khoảng kẽ với lại phá hủy cái tế bào tiếp hai của phế nang, nó sẽ dẫn đến mất lớp sút bắt đằng của phế nang và dẫn đến nó thoát dịch vào trong lòng phế nang, nó
nó tạo thành hội chứng nào đó đét, nó làm ngập lụt các phế nang, hoặc là sau khi cái dịch kia nó rút đi rồi thì các phế nang nó mất sức tăng, nó sẽ dính vào với nhau, nó xẹp lại với nhau, nó tạo thành hội chứng nào đó đét. Nên tổn thương phổi ở bệnh nhân COVID-19 thì giai đoạn sớm nó là vai trò của đông tắc các cái vi mạch phổi là chủ yếu. Tuy nhiên nếu để muộn hơn thì nó trở thành ARS điển hình, và chính vì vậy cho nên là giai đoạn đầu ở châu Âu xảy ra cái cuộc tranh cãi rất là to là gì, ARS của COVID-19 là ARS không điển hình hay ARS điển hình. Thì thực ra nó là cái ông nào bảo nó không điển hình là bởi vì ông ấy nhìn thấy nó ở giai đoạn sớm. Ông nào bảo nó là điển hình bởi vì các ông ấy bắt nó ở trong giai đoạn muộn. Có vậy thôi. Tai phổi thì như tôi xin không chúng ta nhắc lại này. Thứ nhất là virus xâm nhập vào tế bào tim hai phế nang, cái hoàn hóa này được vào tại phế nang và khởi phát quá trình viêm, xâm nhập tiêu viêm hoặc kẽ, giải phóng IL-1/6 tế bào lan vân, hoặc nó sinh ra các cái hoạt chất trung gian và các chemokine dẫn đến tăng đi thấm mao mạch phổi gây phù kẽ của gây dịch phế nang. Cái xâm nhập tế bào thừ vào xâm nhập của SARS-CoV-2 và làm tổn thương nội mô mao mạch phổi thì dẫn đến tổn thương lớp nhớ đấy, gây chết tế bào và làm lộ lớp collagen, là khởi phát quá trình huyết khối và tại vi mạch phổi. Đồng thời giữa hai quá trình ngập lụt phế nang và quá trình huyết khối vi mạch phổi, nó sẽ dẫn đến hậu quả cuối cùng là tổn thương hỗn hợp của phổi, bao gồm cả tổn thương ARS và cả tổn thương của đông máu nội mạch phổi. Thế thì có những bệnh nhân tổn thương là ARS là chủ yếu, có bệnh nhân tổn thương đông máu nội mạch phổi là chủ yếu, cho nên là có những bệnh nhân thì cái sức căng giãn của phổi nó còn tốt, nhưng có những bệnh nhân thì phổi nó rất cứng, không còn sức căng giãn nữa. Và ngày xưa thì tác giả Gattinoni của Ý đã đề xuất là có hai cái tip của ARS COVID-19, là tip L là cái tip mà cái phổi nó còn căng giãn tốt, còn cái tip H là phổi nó cứng đơ rồi, nó mất khả năng căng giãn. Thế thì về mặt bản chất thì chúng tôi cho rằng hai cái tip ấy nó phụ thuộc vào cái chuyện là gì, là cái tổn thương nào là chủ yếu, tổn thương tắc mạch là chủ yếu hay tổn thương ARS là chủ yếu. Đấy, và nếu như cái tổn thương tắc mạch mà chúng ta không khắc phục được sớm ấy, thì kiểu gì về sau nó cũng dẫn đến thành ra tổn thương ARS điển hình. Thế nên cái việc mà chúng ta kiểm soát cái đông máu là cái vấn đề rất quan trọng trong điều trị COVID-19 để ngăn ngừa cái nguy cơ bệnh nhân tiến triển trở thành ARS điển hình, tức là ngăn ngừa cái nguy cơ bệnh nhân tiến triển thành nặng và nguy kịch. Đây là cái sơ đồ, cũng là quay lại cái sơ đồ lúc trước. Khi lúc mà phổi nó còn tử tế yên lặng thì cái tế bào tim 2 nó còn sản sinh surfactant và dòng máu nó còn lưu thông tốt, thì trong phế nang nó là không khí và ngoài nó là dòng máu lưu thông thì nó trao đổi được oxy. Thế khi mà nó xuất hiện cái tình trạng là gì, vừa tổn thương tế bào tim 2 mất lớp surfactant, vừa tổn thương mao mạch phổi dẫn đến tắc mao mạch phổi, thì nó dẫn đến tình trạng là gì, thoát dịch dỉ viêm vào khoảng kẽ, làm dày khoảng kẽ lên và chụp phổi nên chúng ta thấy hình ảnh kính mờ. Thứ hai là xâm nhập tế bào viêm và xâm nhập dịch dỉ viêm vào trong phế nang, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ chụp lên, chúng ta sẽ có hình ảnh tổn thương đông đặc trong phổi. Và quá trình này nó xảy ra nó không đồng đều trên toàn bộ phổi giống như ARS của các căn nguyên khác, nó xảy ra ở từng vùng, cho nên cái tổn thương của phổi đối với COVID-19 là chúng ta sẽ thấy các cái dạng tổn thương nó rất là đa dạng. Có thể là gì, có những vùng tổn thương, có những vùng lành nó xen kẽ nhau, chứ nó không giống như là cái ARS điển hình của viêm tụy hay là của nhiễm trùng huyết, là gì nó đã tổn thương nó lớn đồng đều. Còn với tổn thương của COVID-19 là nó tổn thương nó không đồng đều. Thế thì cái việc khắc phục cái tình trạng đông máu tắc mạch như vậy khắc phục thế nào, thì khuyến cáo của International Society on Thrombosis and Hemostasis, ETF, tức là hiệp hội về đông máu và cầm máu quốc tế, thì người ta khuyến cáo thế này: dự phòng đông máu tắc mạch sâu ở bệnh nhân COVID-19 nhập ICU là sử dụng chiến lược dự phòng huyết khối thông thường với liều chuẩn sau khi đánh giá cẩn thận nguy cơ chảy máu, và ưu tiên sử dụng thuốc heparin trong đường phân tử thấp và cân nhắc với liều trung gian.
dự phòng nên được điều chỉnh nếu bệnh nhân quá cân quá hoặc là hạ tiểu cầu nặng. Tức là nói tóm lại là gì, những cái bệnh nhân có diễn biến nặng thế mà không có nguy cơ chảy máu nghiêm trọng thì khuyến cáo là sử dụng dự phòng, sử dụng heparin trong phân tử lớp đều dự phòng, và điều chỉnh nếu như bệnh nhân có quá cân thì tăng liều lên thành liều trung gian, nếu bệnh nhân suy thận thì giảm liều xuống. Thế và cái liều heparin trong nước phân lớp thì từ trước đến nay chúng ta vẫn quen tính là tính từ cái liều là gì, khi mg trên kg cân nặng, bởi vì cái liều đấy là được tính trên cơ thể những người bình thường, nghĩa là cứ 1 mg trên kg cân nặng trên 24 giờ thì chúng ta đạt được cái hoạt tính anti 10A là cỡ độ khoảng độ trên dưới 0,5, và cứ 1 mg trên kg cân nặng mỗi 12 giờ thì chúng ta đạt được cái hoạt tính anti 10A là từ 0,6 cho đến 1,0. Tuy nhiên ở bệnh nhân COVID-19 nó có tuân theo quy luật đấy không? Không biết. Không biết. Thế trên lý tưởng là khi chúng ta sử dụng cái dự phòng, chúng ta sẽ điều chỉnh liều. Chúng ta sẽ điều chỉnh liều theo cái hoặc cái định lượng anti 10A cũng được. Để làm sao chúng ta đạt được từ cái giá trị là dự phòng thì anti 10A nó phải loanh quanh cỡ 0,5 0,6, mà điều trị thì nó phải từ 0,6 cho đến 1,0. Đây là cái khuyến cáo thứ hai là với những bệnh nhân mà không nhập ICU thì sử dụng cái liều dự phòng, tức là những bệnh nhân COVID thông thường ấy, sử dụng liều dự phòng với trong lượng phân tử thấp, và bệnh nhân nào mà béo phì thì tăng lên liều trung gian. Ở bệnh nhân mà nhập ICU thì nó có quá nhiều yếu tố để nó ảnh hưởng đến yếu tố đến cái rối loạn đông máu của bệnh nhân, ví dụ như nhiễm trùng, ví dụ như các cái can thiệp khác như lọc máu, như thở máy, như là chạy ECMO vân vân, quá nhiều yếu tố nó liên quan đến cái đó. Thế cho nên là người ta vẫn khuyến cáo là dự phòng thường quy bằng heparin hoặc heparin trong lượng phân tử thấp sau khi đánh giá cái nguy cơ nếu như bệnh nhân không có nguy cơ chảy máu, và xem xét liều trung gian ở những bệnh nhân có cái nguy cơ tắc mạch cao hoặc các bệnh nhân béo phì nên nâng lên liều gấp rưỡi, và không khuyến cáo đẩy lên liều điều trị một cách thường quy. Tuy nhiên để liều nào thì lại phải căn cứ vào cái đích mà chúng ta muốn đạt được về APTT hoặc là đạt được về anti-VA. Đấy, và nên cân nhắc điều trị dự phòng với khối bằng nhiều phương pháp khác nhau, bởi vì lý do là gì? Sở dĩ là chúng ta không 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 sử dụng một cách thường quy là bởi vì lý do là gì? Ở những bệnh nhân ICU thì nó có quá nhiều yếu tố để nó tác động đến quá trình đông máu, cho nên nó không chỉ là dự phòng đối với COVID đơn thuần mà nó còn phải dự phòng và điều trị đối với nhiều yếu tố khác. Thứ ba là thời gian điều trị dự phòng của bệnh nhân COVID-19 thì người ta khuyến cáo là điều trị khá là dài. Thời gian dự phòng huyết khối sau khi xuất viện khoảng từ 14 đến 30 ngày. Ở trong viện thì tiêm heparin trong lượng phân tử thấp. Ra khỏi viện thì sử dụng các loại thuốc đường uống, ví dụ như rivaroxaban vân vân. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta những cái thứ này nó không có sẵn, không có sẵn, và nhìn chung là chúng ta nhát hơn, cho nên là chúng ta dự phòng dưới riêng COVID-19 thì chúng ta dự phòng trong cái giai đoạn mà nó có xuất hiện cái phản ứng miễn dịch, tức là quá trình tăng đông, tức là trong khoảng từ 7 đến 10 ngày trong sau sau khi bệnh nhân xuất hiện các cái triệu chứng nặng. Thế còn cái giai đoạn về sau, sau khi bệnh nhân đã ổn định, đã hồi phục ra viện rồi, chúng ta đánh giá các cái nguy cơ huyết khối tắc mạch của các bệnh nhân đến đâu, chúng ta chỉ định dự phòng tiếp đến đó. Thế còn điều trị nếu như bệnh nhân đã có cái tắc mạch sâu ở bệnh nhân COVID-19 thì điều trị thế nào? Thì với những bệnh nhân mà trước đấy đang dùng các cái thuốc kháng đông loại đường uống thì chúng ta tìm cách chuyển nó sang heparin trong lượng phân tử thấp. Tuy nhiên là để mà chuyển sang thì phải tính toán các cái tương tác của nó. Bởi vì các cái thuốc kháng đông đường uống thì tác dụng nó kéo dài, cho nên chúng ta phải tính đến lúc nào nó tiếp tác dụng thuốc kháng đông đường uống thì lúc bây giờ chúng ta gối heparin trong lượng phân tử thấp vào. Tránh cái chuyện là gì? Là thuốc uống cũ nó vẫn còn tác dụng mà chúng ta cho luôn heparin trong lượng phân tử thấp vào thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ chảy máu lên.
thể chuyển cái phác đồ, chúng ta có thể chuyển cái phác đồ, chuyển phác đồ đông máu từ liều dự phòng trung gian sang liều điều trị ở những bệnh nhân mà có cái tình trạng phổi xấu đi nhiều hoặc là ở đấy. Thế thì cũng tương tự như là cái hướng dẫn, tương tự như cái hướng dẫn của Hiệp hội Đông cầm máu quốc tế, tương tự như cái hướng dẫn của Hiệp hội Đông cầm máu quốc tế, thì cái hướng dẫn theo quyết định 2008 của Bộ Y tế Việt Nam thì cũng phân bệnh nhân thành các cái nguy cơ. Nguy cơ huyết khối tĩnh mạch thấp, tức là DDMA dưới 1.000. Như chúng ta đã biết trong cái giai đoạn trước ấy, là nếu như mà DDMA tăng trên 1.000 thì nguy cơ tử vong tăng lên 18 lần. Nên với những cái nhóm mà DDMA dưới 1.000 và fibrin dưới 5 thì chúng ta đánh giá là nguy cơ huyết khối tĩnh mạch thấp. Cái nhóm mà DDMA từ 1.000 cho đến 2.900, tức là dưới 3.000 và fibrin trên 5 thì đánh giá là nguy cơ huyết khối tĩnh mạch trung bình. Và cái nhóm mà cứ có bất cứ cái nguy cơ, cái yếu tố nào, ví dụ như DDMA trên 3.000, fibrin trên 8, Discord trên 4, có thở máy, có ECMO, có yếu tố nguy cơ cao tắc mạch phổi thì đều xếp vào nhóm nguy cơ huyết khối tĩnh mạch cao. Và với nhóm nguy cơ huyết khối tĩnh mạch thấp thì sử dụng với cái liều heparin trong lượng phân tử thấp, sử dụng với liều dự phòng. Tất nhiên là trong cái phác đồ này thì tính chung cho cơ thể của người Việt Nam nó loanh quanh cỡ độ 50-60 cân. Cho nên người ta khuyến cáo với cái liều là gì? Là với cái người BMI dưới 20 thì là cho một bơm 40 coi như là đủ. Với những người mà BMI từ 20 đến 29 cũng coi như là với một bơm 40 là đủ. Với người BMI trên 30 thì phải sử dụng với cái liều tăng lên gấp đôi. Còn những bệnh nhân có suy thận thì phải giảm liều heparin điều chỉnh. Tuy nhiên, cái này chúng ta phải hiểu một cách, chúng ta phải cá thể hóa trên từng bệnh nhân. Ví dụ như người Việt Nam cũng không thiếu gì những người nặng đến 8-90 cân. Mà nếu như người ta nặng 8-90 cân mà người ta cao cỡ độ 1m8 thì lúc bây giờ BMI của người ta cũng chỉ thấp thôi, chỉ độ 18-20 thôi. Mà cho liều 40mg 24 giờ thì người ta thiếu liều, người ta đủ được. Cho nên là những cái trường hợp mà nó hơi bất thường như thế thì chúng ta nên tính theo mg trên kg cân nặng. Ví dụ như với người BMI dưới 30 thì sử dụng cái liều là 1mg trên kg trên cân nặng mỗi 24 giờ. Còn với người BMI trên 30, tức là có béo phì, thì nâng lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi sang liều điều trị. Những người có huyết khối tĩnh mạch trung bình thì cũng tương tự như vậy, BMI dưới 20 thì sử dụng liều dự phòng, BMI trên 20 thì cũng liều sử dụng liều dự phòng hoặc là liều trung gian. Liều trung gian chúng ta có thể chia thành mỗi mũi tiêm là 12 giờ để cho nó đảm bảo hiệu quả tăng đông tăng nhanh. Tuy nhiên với nhóm nếu mà có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch trung bình mà tăng nhanh DDMA hoặc oxy máu xấu đi nhanh thì chúng ta đẩy sang nhóm nguy cơ tĩnh mạch cao, tức là sử dụng liều điều trị. Liều điều trị là gì? Là một enoxaparin 1mg mỗi 12 giờ. Thì còn những bệnh nhân mà vừa nguy cơ tĩnh mạch cao này, vừa béo phì, nặng trên 150 cân, ở Việt Nam thì chắc là ít thôi, hoặc là creatinine dưới 30 mỗi phút, tức là có suy thận, thì chúng ta phải tính toán điều chỉnh liều theo mức độ béo phì, mức độ cân nặng, và lý tưởng là điều chỉnh liều theo APTT. Các cái bệnh nhân đã sử dụng cái liều heparin sang đến cái liều 1mg trên gram mỗi 12 giờ thì chúng ta nên kiểm soát chặt chẽ anti-MA và ATPP anti-thrombin 3 để chúng ta điều chỉnh liều để hướng tới cái đích là anti-MA. Chứ còn đôi khi chúng ta sử dụng cái liều như thế nhưng mà như chúng tôi đã nói là chúng ta cứ coi như người bình thường là 1mg trên kg cân nặng mỗi 24 giờ thì đạt được cái mức anti-MA là cỡ độ 0,5 trên dưới 0,5. Tuy nhiên với cái nhóm đặc biệt này thì chưa chắc nó là theo quy luật đấy, thì chúng ta phải điều chỉnh theo anti-MA. Thế còn với liều enoxaparin của trẻ em thì nhìn chung là với trẻ trên 2 tháng tuổi thì nó cũng không khác gì người lớn, thì nó không khác gì người lớn. Nhưng trẻ dưới 2 tháng tuổi thì cái liều nó phải tăng lên gấp rưỡi.
tăng gấp rưỡi. Và với trẻ thì với người lớn thì cái liều là tính theo 24 giờ hoặc là trường hợp nặng thì 12 giờ. Còn với trẻ nhỏ thì người ta phải chia liều ra mỗi 12 giờ, tức là một ngày phải tiêm 2 lần. Thế và khi mà chúng ta sử dụng heparin ở bệnh nhân thì phải luôn luôn đánh giá nguy cơ chảy máu. Nếu như bệnh nhân đang chảy máu, đang giảm tiểu cầu nặng hoặc có những bệnh rối loạn đông máu bẩm sinh thì chúng ta cân nhắc là không dùng thuốc kháng đông mà chúng ta sử dụng các biện pháp chống đông khác. Thế còn những cái tình huống đặc biệt, ví dụ như phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai là một đối tượng mà tiềm ẩn cái nguy cơ đông máu tắc mạch cao hơn so với người bình thường. Thế cho nên là với phụ nữ có thai thì không chống chỉ định đối với thuốc chống đông dùng cái liều dự phòng cái liều điều trị, và thậm chí là nên sử dụng thêm cái biện pháp ví dụ như sử dụng tất áp lực. Tuy nhiên chúng ta nên dừng tất cả các thuốc kháng đông này trước khi dự kiến sinh khoảng 12 giờ để đảm bảo rằng là hết cái tác dụng của nó, thì cái cuộc đẻ hoặc là cuộc mổ ấy chúng ta sẽ ít lo sợ nguy cơ chảy máu hơn. Thế còn trong trường hợp mà nếu như bệnh nhân đang dùng mà chẳng may lại chuyển dạ, thì chúng ta phải cân nhắc, chúng ta đánh giá các cái yếu tố đông máu, ví dụ đánh giá một rotem chẳng hạn, và chúng ta truyền, chúng ta bù các cái yếu tố đông máu vào để đạt được cái mức độ đông máu cầm máu tốt, đảm bảo trong cái cuộc mổ hoặc cuộc đẻ ấy, nó không xảy ra chảy máu sau đẻ hoặc chảy máu sau mổ. Và sau khi mà xong cái cuộc mổ đẻ cỡ độ 12 đến 24 tiếng, khi mà đã yên tâm về các nguy cơ chảy máu sau đẻ sau mổ, thì chúng ta lại phải quay lại chúng ta sử dụng enoxaparin dự phòng thêm một ngày nữa. Thế còn với những cũng tương tự như khuyến cáo của tổ chức đông cầm máu quốc tế, thì các bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông được uống thì trong cái giai đoạn COVID-19 chúng ta chuyển sang sử dụng heparin chống đông phân tử thấp. Và chúng ta phải lưu ý là không để hai cái đấy nó trùng với nhau, phải hết tác dụng của thuốc nọ thì mới gối thuốc kia, để tránh cái chuyện là gì hai thuốc tác dụng đồng thời, tương tác đồng thời với nhau, nó làm tăng nguy cơ chảy máu. Thế còn với bệnh nhân COVID-19, mặc dù chúng ta đã dự phòng rồi mà nếu có nghi ngờ tắc mạch, ví dụ đột quỵ tắc mạch sâu nhồi máu phổi, chứng bệnh cấp, chúng ta phải áp dụng tất cả các biện pháp để mà chẩn đoán được ra các cái tắc mạch này và điều trị thích hợp. Ví dụ như là trong trường hợp tắc mạch phổi, tắc mạch vành chẳng hạn, chúng ta phải tắc mạch vành hoặc là tắc mạch phổi nghiêm trọng thì chúng ta phải sử dụng các cái thuốc tiêu sợi huyết, ví dụ như vậy. Cái vấn đề nữa trong cái rối loạn sinh lý bệnh của COVID-19 đấy là cái rối loạn của thận. Chúng ta đã biết là C2 có nhiều ở thận, đặc biệt là tiểu mô, biểu mô cũng được gần. Và cái tỷ lệ tổn thương thận trong COVID-19 có thể tới gần 40%. Tổn thương thận ở bệnh nhân COVID-19 thì do rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là gì? Nó cũng giống như tổn thương tại phổi, nó cũng đông tắc các cái mao mạch phổi, mao mạch ở thận, cho nên giảm tiêu máu cục bộ. Thứ hai là cũng có tình trạng xâm nhập các tế bào viêm, cho nên dẫn đến phản ứng viêm tại chỗ. Cũng có tình trạng là gì, chết dụng các cái tế bào ở ống thận. Và có một cái tình trạng nữa đặc trưng riêng của thận và tim là gì, là khi các cái COVID-19 nó tấn công vào những cái tế bào mang ACE2, một số tế bào nó chết đi, cho nên là cái số lượng tế bào mang ACE2 nó bị thiếu hụt và nó gây cái mất cân bằng giữa angiotensin 2 với các cái angiotensin từ 1 đến 7 khác. Chúng ta có 7 loại angiotensin. Thì khi mà nó mất cái hai này thì thằng hai thụt xuống, còn thằng từ một và thằng từ ba đến bảy nó tăng lên, thì nó mất cân bằng này sẽ dẫn đến tình trạng là gì, là mất cân bằng trong cái đào thải và hấp thu tại thận. Thì hậu quả của nó là cái gì? Đa số các bệnh nhân COVID-19 có tình trạng đa niệu, đái nhiều. Thế cho nên là chúng ta phải đảm bảo bù đủ nước và điện giải, tránh cái chuyện là các bệnh nhân mệt nhiều do rối loạn nước điện giải. Một số ít bệnh nhân thì có cái tình trạng đái ít tiểu liệu là do nó suy thận rồi thì nó mới đái ít tiểu liệu. Đa số các bệnh nhân có tình trạng tăng thải natri, tăng thải kali, một số thải rất mạnh mẽ trầm trọng, bù rất là kinh khủng. Một số bệnh nhân có tình trạng tăng thải magie, và thông thường các
các cái xét nghiệm chúng ta, xét nghiệm điện giải chúng ta chỉ xét nghiệm natri kali ít khi chúng ta xét nghiệm magie, cho nên là chúng ta sẽ bị cái tình trạng này. Một số bệnh nhân bị hạ magie quá mức, thậm chí dẫn đến tình trạng xoắn đỉnh và ngừng tim, chúng tôi đã ghi nhận. Ngoài ra có thể có tình trạng tăng hải axit qua thận gây kiểm chuyển hóa. Thế nhưng mà nó đồng thời với chuyện là gì? Nó tắc mạch và nó thiếu dịch ở các cái mô tổ chức, cho nên nó dẫn đến tăng lactat. Cho nên ở những bệnh nhân này vừa có kiểm chuyển hóa vừa có toan chuyển hóa phối hợp với nhau, thành ra các cái rối loạn về về toan kiểm các cái bệnh nhân COVID-19 cũng tương đối phức tạp. Thế còn một yếu tố nữa là ảnh hưởng của COVID-19 đến dinh dưỡng. 16% số bệnh nhân COVID-19 thì có các triệu chứng tiêu hóa như là buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, mạch khó tiêu. Thế và nếu như một bệnh nhân dùng cái nhóm Alovia, tức là gì, là Lopinavir, Ritonavir thì có khá bệnh nhân, khá nhiều bệnh nhân có tiêu chảy. Cho nên những cái vấn đề này nó vừa ảnh hưởng đến rối loạn nước điện giải của bệnh nhân, nó vừa ảnh hưởng đến dinh dưỡng của bệnh nhân. Người ta chán ăn, người ta khó tiêu, người ta ăn kém. Ngoài ra, ở những bệnh nhân COVID nặng thì nó có thêm tình trạng là gì? Bão cytokine như chúng ta đã đề cập. Bão cytokine và DIC thì nó dẫn đến tăng tiêu thụ protein, cho nên những cái bệnh nhân mà thở máy kéo dài, nếu chúng ta không bổ sung tốt thì cái tình trạng tăng tiêu thụ protein nó sẽ dẫn đến là tiêu các cái cơ vân và các tiêu thụ hết các protein cơ vân và nó sẽ dẫn đến khó cai thở máy về sau. Thứ hai là tăng IL-6 và TNF alpha thì nó gây chán ăn. Cho nên là một trong những cái yếu tố trong cái bài đầu tiên chúng tôi đề cập là chúng ta theo dõi cái bữa ăn của bệnh nhân. Mấy ngày hôm trước mà ông ấy ăn hết suất cơm, ông ấy còn đói, ông còn gọi gia đình gửi thêm đồ vào. Mà hôm ấy lại bỏ lại nữa hay là phần 3 suất cơm thì cẩn thận vì ông có tăng sản phẩm máu rồi đấy. Tăng như là 6 thì là TNF alpha. Và có thể là chúng ta xét nghiệm DDM có thể đã tăng rồi. Thì đấy là những cái mà yếu tố mà chúng ta theo dõi đối với bệnh nhân. Thế ở những bệnh nhân có suy hô hấp sẽ làm tăng công thở và tăng nhu cầu năng lượng. Đấy. Tổn thương thận thì gây tăng thải natri kali qua thận. Cho nên tất cả những cái yếu tố này nó đòi hỏi là ở bệnh nhân COVID-19 chúng ta phải hết sức chú ý bữa ăn của bệnh nhân, phải đảm bảo bệnh nhân đủ nước, điện giải, đủ năng lượng và chú ý rằng các cái bệnh nhân chán ăn thì liệu rằng do cái chế độ ăn chúng ta phục vụ nó quá kém hay là ở bệnh nhân đã bắt đầu xuất hiện cái triệu chứng sớm của cơn bão cytokine. Cái yếu tố nữa trong về mặt hậu cần nó ảnh hưởng đến dinh dưỡng của bệnh nhân là nhân viên y tế giữ khoảng cách cho bệnh nhân, cho nên là ca nào mà nó chán nó ăn thì chẳng ai dỗ cả. Và nếu như mà chúng ta không lưu ý, chúng ta sẽ không biết là gì. Trong số cái phòng 10 bệnh nhân ấy, thì bệnh nhân nào là bệnh nhân bỏ cơm, chúng ta sẽ bỏ sót cái tình hợp tăng cytokine máu. Và cũng tương tự như vậy, không có người nhà hỗ trợ cho ăn thì một số bệnh nhân sẽ ăn kém. Ngoài ra ở những bệnh nhân nặng thì các can thiệp gây ảnh hưởng đến nuôi dưỡng, ví dụ như bệnh nhân thở oxy với nồng cao, thở CPAP thì có thể có chứng hơi dạ dày, cho nên làm giảm khả năng ăn của người ta. Bệnh nhân thở máy không dồn nhập hoặc FMC hoặc thở oxy mát thì nó có cái mát nó trùm miệng người ta, cho nên người ta ăn uống nó khó khăn hơn và họ không ăn. Đấy, bệnh nhân có chỉ định tư thế nằm sấp thì cũng làm khó khăn cho cái động tác ăn uống của người ta. Thế và thêm một yếu tố nữa là các cái bệnh nhân COVID-19 thì chúng ta sẽ chỉ định người ta đeo khẩu trang. Và khi đeo khẩu trang thì lúc nào môi lưỡi người ta nó cũng ẩm, cho nên người ta lại mất đi cái cảm giác khác. Cho nên bệnh nhân sẽ lười uống và thận trọng rằng sẽ có những bệnh nhân có thiếu dịch. Thế cái việc theo dõi cái mạch của bệnh nhân và xét nghiệm cục máu để theo dõi cái xu hướng tiến triển của hematocrit là một cái rất là nhạy để chúng ta dự đoán cái nguy cơ thiếu dịch của các bệnh nhân này. Hậu quả của quá trình này là gì? Thiếu dịch gây cô đặc máu thì sẽ làm trầm trọng thêm quá trình đông máu, tăng đông máu. Còn trong trường hợp mà thiếu năng lượng, thiếu dinh dưỡng thì sẽ dẫn đến kiệt sức, gây mệt cơ hô hấp. Nhất là những bệnh nhân phải thở CPAP, thở HFMC hoặc thở oxy mát, người ta phải tiêu thụ rất là nhiều các cái calo cho cái động tác thở, mà nếu như cái cung cấp thiếu năng lượng thì sẽ dẫn đến thất bại trong thở không xâm nhập và chúng ta sẽ phải đặt ống oan cho những bệnh nhân này chỉ vì lý do là chúng ta nuôi không đủ.
Ngoài ra ở bệnh nhân COVID-19 nó có một cái cơ chế khá là cá biệt. Người ta nhận thấy rằng ở các bệnh nhân tiểu đường bị COVID-19 thì thường là có diễn biến nặng. Thậm chí là những bệnh nhân trước đấy chưa ghi nhận có tiểu đường, nhưng khi bị mắc COVID-19 thì cũng đều xuất hiện tình trạng, khá nhiều bệnh nhân có xuất hiện tình trạng tăng glucose. Cơ chế sinh bệnh của nó thì chưa rõ. Cơ chế thứ nhất thì người ta tìm thấy rằng có SARS-CoV-2 xâm nhập và gây tổn thương tuyến tụy, và một số bệnh nhân COVID-19 đã ghi nhận là có cái tỷ lệ viêm tụy cao. Tuy nhiên là bảo rằng SARS-CoV-2 gây tổn thương tuyến tụy làm giảm insulin máu thì cũng chưa có bằng chứng, bởi vì cũng chưa có nghiên cứu nào khẳng định rằng cái nồng độ insulin máu của các cái bệnh nhân COVID-19 rất thấp. Thứ hai là cái tình trạng bão cytokine gây kháng insulin, cái đấy người ta gặp ở khá nhiều các bệnh lý. Tuy nhiên là để mà xảy ra được tình trạng này thì cytokine máu nó phải tăng cao, mà như phần trước chúng tôi đã đề cập là cytokine máu ở các bệnh nhân này nó không cao lắm, cho nên đây cũng chỉ là một giả thuyết. Một giả thuyết thứ ba lú thì nó lý thú hơn rất nhiều, đó là người ta nhận thấy là gì, cái protein M của SARS-CoV-2 nó rất giống với một cái protein là cái kênh vận chuyển đường, người ta gọi là summi suite. Chúng ta đã biết rằng có ở các cái động vật thì nó có các cái kênh vận chuyển đường là kênh glut, ví dụ ở người nó có từ glut 1 đến glut 6 là nó giúp cho vận chuyển đường từ ngoài tế bào vào trong tế bào, có những chỗ thì vận chuyển đường từ trong tế bào ra ngoài tế bào tùy, từ glut 1 đến glut 6. Thế còn ở thực vật thì nó không sử dụng cái glut mà nó sử dụng kênh suite để nó vận chuyển đường. Cái glut đấy thì là nó là một cái protein, nó có 7 lần nó đan qua màng tế bào. Còn suite thì nó là một protein nó đan 6 lần qua màng tế bào và nó giúp vận chuyển đường. Có loại thì nó vận chuyển đường từ tế bào trong đường từ trong tế bào ra ngoài tế bào. Ví dụ như các cái tế bào mà nó tiết ra mật hoa, nó phải bơm đường ra. Có những loại thì nó vận chuyển đường từ ngoài tế bào vào trong tế bào để nó tổng hợp ra tinh bột, ví dụ như trong các loại củ quả. Thế còn ở những cái loại vi sinh vật mà nó thô sơ hơn, ví dụ các virus, thì nó chỉ có cái summi suite là cái loại mà nó có 3 vòng nó đan qua màng tế bào thôi, thì cái protein M này chính nó có cái cấu trúc y hệt như summi suite, và người ta cho rằng protein M của SARS-CoV-2 nó cũng là một kênh vận chuyển đường. Nó có hai tác dụng, một là gì, nó vận chuyển đường từ trong nội bào ra ngoài, nó dẫn đến là tế bào kiệt đường và chết. Thứ hai là gì, nó vận chuyển đường từ nội bào vào trong các cái túi nội bào cũng dẫn đến kiệt đường ở trong tế bào chết. Thế thì cái tác dụng của nó là cái gì, khi mà virus nó sinh sôi nó nhân lên trong tế bào đến một cái ngưỡng nào đấy thì cái số lượng protein M trên màng tế bào và trên các cái màng nội bào nó đủ nhiều để nó giết chết tế bào, và khi tế bào chết thì nó phóng thích các cái virus ra, nó lại gây tái nhiễm, nó gây một cái vòng lây nhiễm mới, người ta cho rằng như vậy. Thế thì nếu như mà cái giả thuyết này đúng thì protein này nó sẽ bơm ngược đường ra ngoài tế bào và cũng như đường vào xung quanh, và nó gây kiệt cái protein trong nội bào. Và nếu như cái tế bào cơ mà nó bị kiệt glucose nội bào thì nó sẽ không có cái sức để người ta vận động được, người ta hít thở được, cho nên rất rất dễ mệt cơ. Và trên lâm sàng người ta đã ghi nhận đấy, có rất nhiều bệnh nhân kêu là cái tình trạng mệt mệt rã rời, mệt không thể chịu nổi, trong khi đường huyết không hề hạ, thậm chí tăng. Thế thì chúng ta giải khắc phục nó thế nào? Chúng ta vẫn phải đảm bảo đủ năng lượng cho bệnh nhân, 25 đến 30 kcal trên kg cân nặng. Thế nhồi cái lượng năng lượng ấy vào rồi mà nếu như cơ thể nó không sử dụng được, nó dẫn đến đường huyết nó ứ nó tăng lên, thì chúng ta phải dùng insulin để chúng ta bơm vào trong tế bào. Thằng protein M nó bơm ra thì chúng ta lại dùng insulin chúng ta bơm vào để cho tế bào nó đủ năng lượng để cơ thể hoạt động. Thì nói tóm lại là gì, là ở những bệnh nhân COVID-19 có thể có tăng glucose mặc dù thiếu năng lượng, cho nên là chúng ta phải đảm bảo được đủ năng lượng, và nếu đảm bảo đủ năng lượng rồi mà glucose máu nó tăng thì chúng ta sử dụng insulin để chúng ta điều chỉnh nó. Đấy là những cái vấn đề của
cái tóm lược lại về cơ chế sinh lý bệnh và từ đó dẫn đến suy ra các cái vấn đề trong điều trị. Nó là như thứ nhất là SARS-CoV-2 nó xâm nhập vào tế bào qua receptor ACE2, các mô có nhiều tế bào mang xe bị tổn thương như mao mạch, phổi, thận, ruột, tim. SARS-CoV-2 làm tăng sinh cytokine và gây phản ứng viêm tại mô, cho nên là chúng ta sẽ xử lý tình trạng bão cytokine bằng corticoid nếu như có, hoặc có thể cân nhắc các cái sản phẩm mà xử lý được cái tình trạng bão cytokine này, ví dụ như là toxicizumab, ví dụ như IVIG, tùy theo từng bệnh nhân. Bão cytokine đa số tại chỗ và biểu hiện bão cytokine trên lâm sàng rõ, nhưng định lượng cytokine trong máu ít khi tăng cao. Nếu như nó tăng cao thì một là gì, là nó tình trạng sắp xếp toàn thân rồi do vi khuẩn, do virus, thì chúng ta phải có cái chiến lược là lọc máu phụ. Thứ hai là trong cái trường hợp mà có cytokine máu tăng cao không chỉ do COVID-19 mà do các tác nhân khác như vi khuẩn, như chạy mô, thì chúng ta cũng phải lọc cytokine. Nếu có tình trạng viêm hệ thống thì IVIG và corticoid có tác dụng. SARS-CoV-2 gây tổn thương trực tiếp ở mao mạch và bão cytokine dẫn đến tình trạng đông máu, tắc vi mạch ở những mô có nhiều tế bào mang ACE2 như phổi, thận, ruột. Tắc mao mạch phổi thì gây mất tương hợp VACQ, gây rối loạn trao đổi oxy. Tắc mạch kéo dài dẫn đến thoát dịch vào phế nang, gây hội chứng ARDS, và do đó cần phải kiểm soát các rối loạn đông máu từ sớm. Rối loạn sớm thì tắc mao mạch là chủ yếu và ARDS không điển hình thì có thể đáp ứng được với không xâm nhập vào SMC. Còn khi đã sang giai đoạn muộn, dịch đã thoát vào trong phế nang rồi, đã trở thành ARDS để hình rồi, thì bắt buộc chúng ta phải thở máy xâm nhập hoặc máy ECMO. Chúng ta không chỉ hoãn thở máy xâm nhập với HFMC hoặc là với thông khí nhân tạo nếu như bệnh nhân đã chuyển sang tình trạng ARDS để hình và cái độ tăng giãn của phổi đã giảm. Thứ ba là tổn thương thận thì chủ yếu là do tình trạng đa liệu, giảm hấp thu natri kali magie và tăng thẳng axit folic, cho nên phải đảm bảo đủ nước đơn giản để ngăn tình trạng tăng đông của mạch cơ. Thứ tư là bệnh nhân COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ thiếu năng lượng, dù máu có thể bình thường cao, cho nên phải đảm bảo đủ năng lượng 30-40 kcal cân nặng 24 giờ hoặc là ít nhất 25 kcal, và nếu như glucose máu tăng cao thì giải quyết nó bằng insulin. Đấy là tất cả những vấn đề mà từ sinh lý bệnh của COVID-19 chúng ta suy ra cái việc điều trị đối với COVID-19 nó là như vậy. Và vì rằng COVID-19 nó là một bệnh lý rất là mới, nó mới xuất hiện có một năm rưỡi này, cho nên các cái vấn đề về sinh lý bệnh nó cũng còn nhiều vấn đề nó chưa sáng tỏ, và có thể ngày hôm nay quan điểm của người ta là thế này, ngày mai có thể nó khác đi, cho nên là khi nào có những gì khác thì chúng tôi phải cập nhật sau. Chứ còn cái bài giảng này nó không phải là một chân lý vĩnh hằng, mà nó sẽ còn tiếp tục phải sửa đổi theo những các cái sự tiến bộ về hiểu biết sinh lý bệnh đối với COVID-19. Tuy nhiên là gì? Là những cái ứng dụng điều trị thì cho đến bây giờ các cái từ cái sinh lý bệnh sang ứng dụng điều trị, các ứng dụng điều trị đấy đã được các cái tác giả trên thế giới khá là đồng thuận. Tôi xin kết thúc bài thứ hai, bài thứ ba.